Hỏi là món ăn của người Dao ấy thì có món gì đặc biệt? Đặc biệt thì là bát cơm là chúng tôi nhất nhỉ, mà đến thịt. Dạ, thịt gì ạ? Thịt gà. Dạ. Thịt lợn. Thịt vịt. Dạ. Các loại cũng phải là. Dạ. Nhưng mà mình chế biến có gì đặc biệt hả ông? Biết nói rồi. Em, mình có món gì mà đặc trưng của người Dao? Không biết à? Là đặc biệt nhất thì có thịt gà rồi. Dạ. Ừ. Làm theo kiểu gì hả ông? Chế biến như nào? Chế biến mình chỉ có là xào thôi. Xào. Ừ. Gia vị mình dùng cái gì? Mình dùng hành này. Mình dùng mình hay dùng lá chanh đúng không? Có. Mình hay dùng lá chanh trong nước chấm. Nước chấm. Dạ. Nước chấm của mình là có lá chanh với gì không? Có. Lá chanh với gì nữa? Cho thấy vị nó hơi chua chua. Tiếng phổ thông mình nói không ra nhưng mình dùng cái có. Dùng cái gì ạ? Có. Có phải là hạt mắc khén không? Đi xem thế nào? À đi xem. Dạ. Vâng. Ông chị ở trong. À có cây à. Luôn ạ. Cái này đây. À. Lá này là. Mình lá cái này này toàn cái gì ăn được. À, cái này là cho vào nước chấm đấy ạ. Thế. Cái rau này tên là gì ạ ông? Tiếng rau thì là chít thôi. À, tiếng Thái là gì ạ? À, tiếng Dao là gì? Là chít. Là chít ạ. Dạ ừ. Vâng. Cái này là bú giò ấy. À, cái này ạ ông. Ừ, cái này cũng ăn. Cái này là bú giò ấy. À, cái này là bú giò. Ừ, cái là bé. Còn lá chít là cái nào? Lá chít là cái này. À, cạnh nhau đấy hả? Ừ, ừ. Ngay cạnh nhau, dạ vâng. Ui, ông ơi. Cho nó gửi cho. Ông ở nhà, ông ở đây bao lâu đấy ạ? Gần 3 đời, 4 đời ạ. 4 đời? Ừ. À, ông là người Dao luôn. Người Dao. Dạ, người Dao là nói tiếng gì hả ông? Tiếng miền. Tiếng Miên à? Ừ. Là giống của Miên. Nước Myanmar á? Miên là. À, Miên là Thái à? Tiếng Thái. Không phải Thái đâu. Miên là người. Miên là, đúng là Miên này rồi. Người Dao. À, dạ. Vâng. Nhưng mà cháu thấy trong nhà mình có phải. Mình đã bảo mán rõ đấy. Miên, dạ. Miên xị à? À. Tiếng ra là Miên xị. Chào nó là gì không? Chào người Dao, chào như nào? Tiếng Dao. Tài. Ừ. Dạ. Thế con chào tạm biệt. Có chào cũng tài luôn. Dạ. Tài dạo. Tài dạo. Ừ. Dạ. Để chơi là tài dạo. Dạ, dạ. Vâng. Thế vườn của nhà mình là có trồng những cái gì ngoài những cái rau dại này? Trồng dâu, trồng mía này. Dạ. Ừ, rau xanh, rau cải. Dạ. Ruộng bậc thang là mình trồng những cái gì hả ông? Trồng lúa nếp, lúa tẻ. Dạ. Vâng. Ở đây là mình có cả dân tộc Dao lẫn dân tộc Hơ Mông. Ừ. Dạ. Còn dân tộc gì nữa không ạ? Dân tộc Dãy này. À, ba dân tộc. Ba dân tộc, dạ. Ừ. Vâng. Xã khác thì nó có cả bốn dân tộc. Dạ. Dân tộc Xa Phó. Dạ. Dân tộc nào thì là đông nhất hả ông? Dân tộc Mông đông nhất. Mông đông nhất, dạ. Ừ. Dân tộc Dao ngoài Việt Nam ra thì còn chỗ nào có dân tộc Dao nữa không ông? Ôi, có nhiều lắm. Thế ạ? Không thiếu xã là không có đâu. À, nhưng mà ở ngoài Việt Nam ra thì có nước nào có dân tộc Dao nữa ông có biết không? Không biết. Dạ thế ạ? Ừ. Dạ vâng. Chỉ có là xã Đại Sơn thì là người Dao, dạ. Cả xã người Dao hết. Vâng. Bình thường mình có nhiều, trước Covid mình có nhiều khách du lịch đến đúng không? Trước thì vẫn có nhưng có ít. Dạ. Ừ. Trước Covid cũng ít đó. Ừ. À thế ạ, cháu tưởng là đây nhiều khách du lịch. Trước thì chưa có Covid thì mới có nhiều. Dạ. Nhà mình trước vẫn có nghỉ mấy lần đây mà. À, trước Covid là có nhiều hơn. Ừ, dạ. Đấy, mới làm xong cái này là mình bị Covid thì chứ bỏ cái này đấy. Vâng. À, bỏ cái này là làm cái gì ông? Thế làm cái hè này, dạ. Cho khách chơi thôi. Vâng, lại. Vâng. Trước Covid thì bao nhiêu lâu lại có khách du lịch đến một lần hả ông? 4 năm, 3 năm rồi. 3 năm, dạ. Năm nay.
Tức là cứ tuần nào cũng có khách à hay là gì? Trước từ tuần nào cũng có khách, ngày nào cũng có khách, nhưng dạ. mà nó ghi lại có khách hết, ui dạ. vui lắm. Dạ. Nhà mình thì ít khi mới có khách một buổi đêm thôi. Dạ. Ông có cho mọi người nghỉ lại ở đây không hay là chỉ ăn thôi? Khách à? Dạ. Trước nó cũng vẫn ngủ ở đây thôi mà. Dạ, thế ạ. Vâng. Dạ vâng, chào cảm ơn ông bà. Dạ. Ông bà lấy nhau bao nhiêu năm rồi? Quên rồi, trên là 40 năm, 21 tuổi mới lấy, bây giờ là 72 rồi. 21 tuổi lấy là hơi muộn so với người ở đây nhỉ, đúng không? Ở đây mọi người hồi thời ông bà mọi người lấy sớm hơn đấy nhỉ? Ừ. Dạ. Mình là trước đúng nghề dạ. bố mẹ nghèo lắm, lấy vợ em mướt. Thế ông bà tự tìm hiểu nhau hay là có giới thiệu? Cho bố mẹ đi hỏi thôi. À thế ạ. À. Thế xong rồi nhưng bố mẹ đi hỏi thì có chọn người nào cho hợp với người nào không hay là như thế nào? Phải là xem số nho hết. Xem tuổi à? Xem tuổi xem số nho đấy. Dạ. Thế xong rồi ông bà thấy có hợp nhau không? Có. Có. Gia đình hạnh phúc đúng không? Còn bạn này là cháu. Cháu à. Dạ thế này. Với em gia đình em là... bao nhiêu tuổi? 14 tuổi. 14 á. Cháu đang quay, quay video. Đang quay ông. Vậy chứ mèo à. Dạ, quay ông. Rồi, quay nhà mình. Thế đất nhà mình là đến đâu hả ông? Từ đây này đến, chỗ còn xuống ở dưới kia. Vào đây, dạ. dựa thì đến dưới cái hân đá, xuống ở dưới tít kia. Theo cái suối này là lên vào dạ. chỗ đá rào này. Dạ. Là đây là nhà chỗ mình dưới hết. Kia có phải nhà mình không? Dưới xa xa, từ à, chỉ đoạn này thôi. Con, à. Con. Dạ, cái cây gỗ to to đấy. Dạ, vâng. Và bên này cửa nhà mình hết. Vâng, vâng. Nhưng mà bây giờ chia ra còn thế nào? Một gia đình, hai gia đình, ba gia đình, bốn gia đình, năm gia đình. Số gia đình, bảy gia đình ở đấy. Dạ, dạ. Dạ, bảy gia đình chung ở chỗ này. Ừ. Dạ, dạ. Còn có nhiều. Còn trong kia nữa ở nhà nó cũng có, trong kia cũng có. Dạ. Đấy là họ hàng. Dương cái này với hàng nhất. Dạ. Đấy. Vâng, chỗ kia là họ hàng hay là gì không? Cùng nhà gia đình hết. Họ hàng trước dạ, mình dạ. là con của ông đấy. Dạ, vâng. Đấy. Dạ. Còn nhà mình làm anh cả. Dạ. Cái chỗ này là chuồng gì ạ ông? Hả? Cái chỗ này là gì? Cái... Chuồng lợn. À, chuồng lợn à? Ừ. Vâng, cháu ra đấy quay một tí.